Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam nhận viện trợ thêm 665.000 liều vaccine từ chính phủ Anh và Cộng hòa Séc, nâng tổng vaccine về nước đến nay hơn 14 triệu liều. Các địa phương tiến hành tiêm mũi đầu tiên cho công nhân tại các doanh nghiệp đảm bảo 3 tại chỗ. Người hùng góp phần tạo nên vaccine COVID-19. Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay, ngày 29 tháng 7, nhấn mạnh tinh thần tất cả vì sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các địa phương, các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị F0 phải chấn chỉnh ngay công tác sàng lọc và điều trị ca bệnh, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cùng chủ trì hội nghị. Tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 5.052 ca nhiễm, đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân là 4.041 ca, trong đó có 5.036 ca nhiễm trong cộng đồng, 16 ca nhiễm nhập cảnh, đã điều trị khỏi 586 ca, tử vong 52 ca. Ba huyện có số ca mắc cao nhất là Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức. Để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, toàn tỉnh đã kích hoạt sẵn sàng 57 khu cách ly tập trung với năng lực cách ly khoảng 11.500 giường và đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức bệnh nhân COVID-19 và khu điều trị bệnh nhân nặng. Với tinh thần tất cả vì sức khỏe nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, cuộc chiến chống dịch COVID-19 vô cùng phức tạp, khốc liệt, tuy gian khổ nhưng cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy các cấp phải đồng lòng tiên phong đi đầu, không né tránh, không quản ngày đêm, tập trung dồn sức, nỗ lực, phấn đấu hết mình vì sứ mệnh quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến thắng đại dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đặc biệt yêu cầu các địa phương phải ứng phó kịp thời, phản ứng nhanh, chăm sóc tốt các ca nghi nhiễm, chờ xác định PCR, chấn chỉnh ngay việc sàng lọc, phân loại F0 từ cơ sở, chú ý các trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người già phải có khu điều trị riêng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt chỉ đạo các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị F0 phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng, hạn chế thấp trường hợp tử vong. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm 2021, đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư huyện ủy Mộc Hóa cùng lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại các đơn vị, Bí thư huyện ủy Dương Văn Tuấn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của từng đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thành viên ban chỉ đạo các xã thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, cần quyết liệt hơn trong thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng lòng cùng với huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện tặng quà động viên các lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Sáng nay, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã đến thăm và tặng quà cho ban giám đốc và lực lượng làm nhiệm vụ tại hai khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện, tại cơ sở trường Trung học phổ thông Phan Văn Đạt và cơ sở trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên. Hiện hai cơ sở cách ly này có 155 người cách ly tập trung. Tại hai nơi đến thăm, ông Nguyễn Dương Phong Linh ân cần thăm hỏi sức khỏe ban giám đốc, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly, đồng thời biểu dương và ghi nhận tinh thần phục vụ của cán bộ và lực lượng làm nhiệm vụ tại đây trong thời gian qua. Ông Nguyễn Dương Phong Linh đề nghị ban giám đốc hai khu cách ly, các bộ phận phục vụ thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch, đảm bảo các hoạt động tại khu cách ly, hướng dẫn cho công dân đến cách ly tập trung, chấp hành các quy định nội quy, nắm bắt tình hình mọi mặt, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện để có biện pháp xử lý các tình huống trong quá trình cách ly. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, hàng ngàn tổ COVID tại cộng đồng trong tỉnh đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để hỗ trợ công tác dập dịch.
Do đó, để phát huy hơn nữa các tổ này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị số 2415 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ COVID cộng đồng trong công tác giám sát dịch COVID-19 tại khu dân cư. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành phải xác định tổ COVID-19 cộng đồng là vũ khí chiến lược trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ COVID cộng đồng chính là cầu nối chủ động về công tác phòng chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với nhân dân, giúp cho nhân dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài việc phối hợp Sở Y tế hướng dẫn cách thức hoạt động của các tổ, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở, quán triệt sâu sắc trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng tại các khu dân cư để đảm bảo hoạt động thực chất, tránh hình thức. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng đề nghị Ban Nhân dân tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Y tế nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của tổ COVID cộng đồng gắn với phong trào dân vận khéo, lựa chọn một số khu dân cư xây dựng mô hình điểm, đánh giá và nhân rộng triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Sáng nay, tỉnh đoàn Long An phối hợp công ty cổ phần tập đoàn Trần Anh Long An tổ chức hành trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch lần thứ 5 năm 2021 nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn do đại dịch. Sau khi tiếp nhận 3.000 phần quà giá trị giá hơn 1 tỷ đồng do tập đoàn Trần Anh hỗ trợ tại buổi lễ, tỉnh đoàn đã hỗ trợ cho các huyện, thị, thành đoàn và đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để tổ chức đến thăm và trao tặng quà các gia đình đang trong khu phong tỏa và các lao động đang bị mất việc theo Nghị quyết 68. Tính từ tháng 5 2021 đến nay, tỉnh đoàn đã tổ chức 4 đợt hành trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch với tổng kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng. Chương trình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, nhân dân và thanh thiếu nhi chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chính phủ Anh đã công bố viện trợ 415.000 liều vaccine cho Việt Nam. Trước đó, chính phủ Cộng hòa Séc cũng đã công bố viện trợ 250.000 liều vaccine. Đây là những sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu của các nước dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam Cộng hòa Séc và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh. Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 14 triệu liều vaccine, gồm gần 8,5 triệu liều AstraZeneca, 5 triệu liều Moderna, 500.000 liều Sinopharm, 194.000 liều Pfizer và 2.000 liều Sputnik. Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine, với khoảng 32.000 liều vaccine Moderna vừa được Bộ Y tế phân bổ, những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh đang tổ chức tiêm mũi 1 cho số lượng công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu cụm công nghiệp đã đảm bảo theo phương án 3 tại chỗ. Tại huyện Bến Lức có 10.400 công nhân người lao động được tiêm vaccine COVID-19. Người tiêm chủng sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm. Hôm nay là lần đầu tiên em tiêm vaccine mũi 1 thì em cảm thấy rất là phấn khởi và an tâm. Thì em mong là nguồn vaccine này sẽ sớm nhất đến tận tất cả các người dân ở vùng sâu vùng xa và các bạn mà chưa có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức tiêm vaccine cho công nhân lao động trong thời điểm này là rất cần thiết nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn việc lây nhiễm COVID-19 trong công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất. Trước đó, trong ngày hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa cũng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân làm việc trong các doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành. Tại đây có 17 doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ với 1.888 công nhân, trong đó có 1.706 công nhân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện sẽ tổ chức tiêm hoàn thành trong ngày hôm nay 29 tháng 7. Còn tại huyện Tân Trụ, trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, huyện sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 335 công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp cơ sở sản xuất, đảm bảo thực hiện 3 tại chỗ. Công nhân, người lao động đến tiêm đi theo phân luồng, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế theo quy định, được nhân viên y tế tư vấn về các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm và đảm bảo không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Thưa quý vị, để kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan diện rộng, ngày 28 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã điều động 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chuyên dụng phun khử khuẩn một số khu vực có nguy cơ cao tại huyện Đức Hòa. Lực lượng đã phun khử khuẩn tại khu vực trung tâm các xã thị trấn, các khu nhà trọ của công nhân tại xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với tổng diện tích gần 350 hectare.
Trong thời gian qua, huyện Đức Hòa đã tổ chức test nhanh sàng lọc trong các công ty, doanh nghiệp, nhà trọ và cộng đồng dân cư, qua đó phát hiện số lượng công nhân nhiễm COVID-19 lớn, nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, việc phun khử khuẩn này sẽ góp phần làm sạch môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức, cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của các tổ chức để chung sức, chung lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Đối với tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nay có trên 4.500 cán bộ hội viên, chi hội trưởng, tổ trưởng, hội viên nồng cốt tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 thường xuyên. Trong đó, hơn 2.200 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tổ phản ứng nhanh, tổ kiểm soát, tổ hỗ trợ mua sắm vật tư, nhu yếu phẩm, tổ hậu cần, 530 cán bộ hội viên tham gia phục vụ nấu ăn hỗ trợ khu cách ly. 810 cán bộ hội viên vừa tham gia trực chốt, vừa tham gia truy vết các F trong cộng đồng. Trong đó, một số chị em trong quá trình tham gia truy vết đã trở thành F1, F2. Công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn, thử thách. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Long An đã và đang phát huy tốt vai trò của mình cùng cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định và phát triển. Cùng với các lực lượng khác, trong giai đoạn được dịch lần thứ tư bùng phát trở lại, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã nỗ lực hết mình, sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận chống dịch. Đúng với phương châm, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Hiện toàn tỉnh có khoảng 200 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 2.200 đoàn viên thanh niên tham gia trực tiếp lẫn gián tiếp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng này đã phân chia ra hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa và các tổ chốt kiểm soát dịch trong toàn tỉnh. Trong đó có cả những đoàn viên còn trực tiếp tham gia vào công tác lấy mẫu, sàng lọc các ca cách ly F1, F2, điều trị các ca mắc, tiêm vaccine cho các đối tượng. Thưa quý vị, không chỉ góp mặt ở đội hình tình nguyện phản ứng nhanh, mô hình bếp ăn, phiên chợ nghĩa tình, tham gia trực chốt phong tỏa, chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch. Từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, tuổi trẻ tỉnh nhà còn tích cực tham gia đội hình tình nguyện Shipper Thanh niên. Đội hình này hiện đã được thành lập ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đối tượng ưu tiên tham gia là cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông có phương tiện là xe đạp điện, xe máy, ô tô hoặc xe tải. Trong đó, đoàn thanh niên ở mỗi xã, phường, thị trấn thành lập ít nhất một đội hình shipper thanh niên, số lượng từ 10 đến 15 thành viên. Đội hình được chia thành nhóm từ 2 đến 3 thành viên phụ trách địa bàn, phối hợp trưởng ấp khu phố thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại hoặc Zalo nhằm hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu phong tỏa, cách ly và lực lượng làm xét nghiệm phòng chống dịch. Thời gian thực hiện đến khi công bố hết dịch. Thưa quý vị và các bạn, qua chung nhịp đập với nhiều hoạt động cao đẹp trong giai đoạn cao điểm chống dịch COVID-19, thời gian qua, những chiếc xe rau nghĩa tình của đoàn viên thanh niên huyện Cần Giuộc cứ thế lại nối tiếp nhau chở đến khắp nơi để cung cấp hỗ trợ cho bà con nghèo hay các khu vực phong tỏa. Dù nắng hay mưa, công việc đi thu gom rau tại các nhà vườn luôn được những bạn trẻ này duy trì thường xuyên. Và điều đặc biệt, những túi rau này đều được bà con tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc bán với giá 0 đồng để lực lượng đoàn viên trung chuyển đến những khu vực đang thiếu. Người ta cho rất là nhiều. Tùy theo người, ví dụ như có hộ thì nói là bữa nay thì em lấy của một số hộ, thường thường là tiểu thương. Có khi làm những cái người dân hả, người ta hay trồng rau thì người ta nói với lại tụi em thì tụi em cứ hỗ trợ, ví dụ ngày này thì qua bên nhà người này, ngày kia thì qua bên hộ của người kia. Ngoài việc bán lại cho các vựa lớn, thời gian qua nhiều nhà vườn tại đây đã chủ động chừa lại một phần để gửi đoàn viên thanh niên trao đến tận tay bà con đang cần. Chính sự sẻ chia, hỗ trợ của các nhà vườn chính là cách thể hiện tình người, tình dân tộc, đồng lòng chung sức để rồi cùng nhau vượt qua cơn bão COVID-19. Tại vì tôi thấy hiện nay là cái dịch bệnh nó nhiều quá, rồi mấy chỗ phong tỏa nó thiếu rau thì tôi chia sẻ cho bà con. Bắt đầu từ cuối tháng 5 đến nay, mỗi ngày, xã đoàn Phước Hậu lại thu gom khoảng 100 đến 500kg rau như mồng tơi, cải xanh, rau dền, rau lan. Sau đó chở đi khắp các khu vực phong tỏa trong toàn huyện để phân phát, hỗ trợ miễn phí cho bà con đang gặp khó khăn. Xã Phước Hậu là xã chuyên trồng rau, nên những xã thiếu rau chúng tôi sẽ thu gom vô vận động những cái hộ dân trồng rau với những thương lái có hỗ trợ. Là sẽ đi hỗ trợ cho các xã
có khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Thì đầu năm huyện đoàn đưa ra một cái hoạt động san sẻ yêu thương, thì các bạn tùy vào cái nguồn lực của địa phương mà các bạn hoạt động. Đối với những xã khác mà không có nguồn rau tại địa phương thì các bạn sẽ hỗ trợ các nguồn nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu phong tỏa, không thôi là các hộ mà đang gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, sự đồng lòng, sẵn sàng sẻ chia nhau như lúc này chính là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất để chúng ta, những người con của quê hương Long An, trung dũng kiên cường và cả dân tộc Việt Nam quyết tâm chiến thắng đại dịch lần này. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: Long An trên 300 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7. Người hùng góp phần tạo nên vaccine COVID-19. Thưa quý vị, tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1015 ngày 25 tháng 7 năm 2021, để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau. Không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện có QR code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với người trên phương tiện. Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa, cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông. Người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Tại các vùng có dịch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng chống dịch bệnh, nhưng phải bảo đảm hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021. Chủ động xử lý những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Thưa quý vị, thực hiện công văn số 6619 ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Ban Quản lý Khu Kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện như sau. Tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người lao động đang ở lại theo phương án 3 tại chỗ, yêu cầu các chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn vận động người lao động ở lại thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp người lao động có nhu cầu trở về địa phương sau khi tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, nên doanh nghiệp thực hiện đăng ký danh sách trước theo mẫu đính kèm gửi về Công ty Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Quản lý Khu Kinh tế qua địa chỉ email Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An viết tắt pqlkktla@gmail.com trước ngày 31 tháng 7 năm 2021 để Ban Quản lý tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh bạn tổ chức đưa đón người lao động trở về địa phương thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Trường hợp người lao động có nhu cầu ở lại tại doanh nghiệp, yêu cầu chủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo các điều kiện ăn ở và thực hiện nghiêm túc 5K đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính gần 1.600 cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, lực lượng chức năng xử phạt gần 370 trường hợp không đeo khẩu trang, gần 1.050 trường hợp ra đường tụ tập đông người, hơn 180 cơ sở bán hàng không thực hiện quy tắc 5K, đồng thời xử phạt 1 trường hợp trốn khỏi khu cách ly và 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch, nhắc nhở gần 5.000 cá nhân cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch. Để thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, Công an tỉnh phối hợp ngành chức năng hướng dẫn triển khai việc cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 18 đến 6 giờ hôm sau, tham gia trực các trạm chốt và tổ tuần tra kiểm soát các tuyến đường liên xã, liên huyện, riêng đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng tiến hành điều tra khởi tố vụ án hình sự khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Long An, trong tháng 7 năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp không đáp ứng phương châm 3 tại chỗ và các doanh nghiệp có cả F0 phải tạm ngưng hoạt động, từ đó làm cho sản xuất công nghiệp giảm mạnh. Thể hiện qua chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 2021 giảm hơn 10% so với tháng trước và giảm hơn 14% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ tăng trên 3%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 2%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14%, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 10%. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động, khiến hơn 37.000 lao động tại Long An bị mất việc hoặc giảm việc làm. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, hàng chục ngàn lao động tiếp tục bị cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch này. Trong 7 tháng đầu năm 2021, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 15.600 người, với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. Ngoài ra, để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An còn hỗ trợ học nghề cho trên 100 người, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 94.000 lượt người. Hầu hết lao động đăng ký thất nghiệp là lao động phổ thông. Việc hỗ trợ kịp thời từ chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp, dù chỉ giải quyết được một phần, song cũng giúp người lao động vượt qua khó khăn như hiện nay. Do nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội nên mì ăn liền được người dân mua với số lượng lớn, một số nơi còn ít hàng do chưa kịp phân phối, giá cả không thay đổi. Hiện nay trên mặt hàng mì Hảo Hảo tại một số địa phương có khan hiếm do nhu cầu của người dân lớn, các cơ sở kinh doanh chưa kịp nhập hàng. Cụ thể, mì khoai tây Omachi tôm chua cay 200.000 đồng một thùng, mì gấu đỏ chay rau nấm 70.000 đồng một thùng, mì Hảo Hảo tôm chua cay 110.000 đồng một thùng. Hiện giá thép tại Việt Nam được các công ty thép lớn niêm yết ở mức 16,1 đến 16,7 triệu đồng một tấn, đối với thép cuộn CB240 và 16,8 đến 17,3 triệu đồng một tấn đối với thép thanh D10. Mặc dù mức giá này vẫn tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là tháng đầu tiên giá thép trong nước sụt giảm sau nhiều tháng liên tục tăng.